Nguyên nhân gây ra xương khớp thì nó cũng rất là nhiều. Ví dụ như tuổi già này, nó sẽ khô khớp này, lão hóa này. Hoặc là do những người người ta cái môi trường làm việc ấy, người ta ngồi nhiều chẳng hạn, hoặc là bưng bê nặng. Đấy, nó cũng sinh ra khớp. Hoặc là những người người ta đi làm như lội bùn đấy, sông nước ấy. Có những người ở biển này suốt ngày ở dưới nước ấy. Hoặc là những người đi cày cấy nước nó cứ ngập qua người ấy, nó cũng sinh ra khớp. Hoặc là có những người ăn uống không điều độ. Đấy, hoặc nhất là những người ở vùng núi, vùng quê ấy, cứ đi lao động dầm mưa dãi nắng. Đấy, nó cũng sinh ra khớp. Vậy thì cái bệnh xương khớp nó có nguy hiểm không ạ? Và nó có gây ra biến chứng nào không ạ? Nói chung là xương khớp ấy thì như kinh nghiệm của ba ấy thì nó cũng rất là nguy hiểm. Hoặc là những người của mình bình thường này, khớp mình để lâu nó sẽ thành vôi hóa hoại tử. Hoặc có người là người ta bị thoát vị. Thoát vị như là nó chạch ấy. Là nó khô ấy, khớp nó chạch. Mình bưng bê hoặc khuân vác đứng tư thế nó không 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 đúng, sai lệch. Thoát vị nó sẽ gây teo. Teo là thấy bại liệt đấy. Theo cháu được biết thì bà cũng có các bài thuốc hỗ trợ về các bệnh xương khớp rất tốt đúng không ạ? À, vậy bà có thể giới thiệu một chút cho người xem chương trình được không ạ? Ở đây thì bà có hai loại cao, thì là hỗ trợ cho xương khớp. Một là cao Bách Thảo, thế hỗ trợ về vôi hóa thoái hóa đấy, đau dây thần kinh. Thế còn một loại thì là thảo dược, hỗ trợ cho thoát vị địa đệm và phình địa đệm. Còn cái chai này gọi là chai xoa bóp, thì hầu như các loại xương khớp nó đều chèn cái dây thần kinh, thì mình dùng cái này xoa bóp để lưu thông cái khí huyết mình. Vậy bà cho cháu hỏi là các thành phần của thuốc nhà mình gồm những gì ạ? Thành phần thì nó đã nói đến cái xương khớp này ấy, thì nó rất là nhiều, nó là hơn 100 loại kia, mà toàn cái thảo dược thiên nhiên ban tặng. Ví dụ như xương khớp thì không thể tránh khỏi như là đây thủy xương bồ này, rồi thì dầm gì, các kè đá người ta gọi là cốt toái bổ. Hoặc là đau dây thần kinh thì có cái củ giòm. Hoặc là những người thoát vị đĩa đệm thì nó cũng có một vài loại, như ví dụ cái dây tơ mảnh hoặc dây cao su, để là nó tẩy cái vôi hóa hóa đi, nó tự nâng cái đĩa đệm mình lên. À, vậy thì đã có bao nhiêu người sử dụng thuốc này của bà rồi ạ? Và họ phản hồi ra sao bà? Đã nói bao nhiêu người thì không thể tính được, nếu bà làm thì có mấy nghìn người ấy, nhưng mà phản hồi rất là tốt. Mình cho người ta dùng tốt thì người ta lại giới thiệu anh em bạn bè hàng xóm. Đấy, là người ta cứ gọi điện đến là mình gửi cho người ta thôi. Đấy, như trường hợp như ông Cơ ở Hưng Yên đấy, là 3 tháng rồi nằm liệt rồi, nhưng mà dùng cao của tôi bây giờ đi lại bình thường, đạp xe đạp đi chơi vô tư. Tôi thì ở là huyện Tuấn Cơ, ở thôn Như Trung, xã Đô Xá, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên. Dạ vâng ạ. 73 tuổi, cái bệnh xương khớp này của tôi mắc vào bệnh ấy. Tóm lại là không đi làm ăn gì được nữa. Dạ. Thì là một là chỉ quanh ra lại ở nhà nấu cơm không nấu ra được, đi vệ sinh không đi được, tắm rửa hoàn toàn vợ phải tắm hộ. Thế mình nằm ở tại giường rồi, không không đi được. Thế cho nên là mỗi khi mà mình muốn đứng lên là phải lấy hai tay nắm vào hai quả đấm này mà mới phải cố gắng lên đi ra ngoài được. Trong những lúc tôi bị ốm mình nằm tại giường ấy, tôi cứ nhìn ra ngoài trời này, tôi chỉ mong làm sao là cuộc đời tôi đi lại như các người ở đi đường ấy, là tôi thấy cuộc đời tôi sung sướng lắm rồi. Từ ngày tôi uống thuốc của bà Triệu Thị Thanh này đến đây là vào gần 2 năm rồi, không thấy đau trở lại nữa. Tôi cảm thấy cơ thể tôi rất khoan khoái và sung sướng. Tôi thấy uống cái thuốc này là tốt. Tên anh là Lưu Đình Am, Dạ vâng. thôn Đông Phù, xã Phú Lâm, huyện Tiên Du. Anh làm nghề thợ điện nước. Đấy là anh bị u xơ tuyến giáp. Sau anh đi khám ở ngoài bệnh viện, thì bệnh viện người ta bảo, cho biết là mình đã bị vôi hóa đốt cột sống. Thì anh cũng chủ quan, xong độ một thời gian, độ 5-6 tháng sau nó mới thấy đau. Nếu mà đi xe máy ấy, ngoảnh ngoảnh này là không ngoảnh được, hoặc là ngủ hay là nằm mình gối đầu cao là không thể gối được. Mong muốn lớn nhất của anh là tìm thấy thuốc. Lúc đấy là anh cũng thấy bà giờ những cái bỏ những cái giấy tờ của các cơ quan người ta cấp cho đấy, bằng khen nọ bằng khen kia, thì anh thấy thì anh cũng tin tưởng thôi.
anh có sử dụng cái thuốc xoa bóp, anh cũng theo như bà nói đấy, là anh ngâm cái rượu vào đây à. Anh xoa bóp hàng ngày, còn cái cao bách thảo này là anh uống theo từng trong đơn chỉ dẫn. Dạ vâng. Anh mới thì anh uống thấy độ một tuần thì thấy nó đau hơn, xong uống đến thứ ba thì gần nửa hộp thứ ba rồi thì bắt đầu thấy nó không bị nữa, thì anh uống hết cái hộp đấy. Là tức là anh đi không còn những cái đau đớn không nữa, còn mà đau đớn nữa, bình thường lao động các thứ sinh hoạt lao động bình thường, mang vác thoải mái luôn. Vâng. Cuộc sống lao động hàng ngày xưa của anh bê cái này nó ngoảnh đi ngoảnh lại này nó đau, hay hoặc là bê này thì nó lại đau bên này, ngoảnh này và nhìn và muốn ngoảnh đi ngoảnh lại và nhìn này, nhưng bây giờ thoải mái ngoảnh lên ngoảnh xuống này, ngoảnh thoải mái này. Mà bê bằng mấy từng này vẫn bê được chứ không phải từng này ăn thua gì. Vâng. Từ lúc 30 mấy tuổi mà năm nay 56 tuổi, cháu tính cho chú hơn lại mà trường kỳ đấy cháu biết. Tức là trong 20 năm đấy là trong 20 năm đau đi tìm để uống các loại thuốc, mua có cứ nhiều các loại thuốc trong 20 năm không lúc nào ngừng, không nào cứ ai mách đâu làm đấy, ai mách đâu làm mà không được. Không được. Phó giáo sư tiến sĩ còn bảo thôi bác chấp nhận sống chung với cả cái bệnh tật suốt đời. Suốt đời. Đúng là lời có duyên gặp anh Quang Vinh, nghe cái tiêu chí là coi như là có tiêu chí ngay. Lấy thuốc về uống này. Ngày xưa nhá, chưa uống thuốc này, này lúc thì đau ở tay này, lúc có đau bả vai. Này ngày xưa này không thể bao giờ được như này. À, không bao giờ quay tay. Không quay tay được. Không bao giờ quay tay. Tắm nói vừa cọ lưng không cọ đó. Nó chỉ rơi như này thôi, là không là hết cỡ không ra. Vâng. Nhưng mà đây, anh xem bây giờ. Bây giờ là cọ vài cọ cái vô tư luôn. Vô tư mà. Đấy. Cuộc sống của chú bây giờ chú cảm thấy mọi thứ nó như thế nào? Cuộc sống giờ nó sướng. Đi làm về người rất thoải mái, chân tay nó không mỏi mệt gì. Người nó thoải mái, đầu óc thoải mái. Trong cơ thể mình cảm tưởng nó rất là thoải mái. Vâng. Đúng không? Vô như mình cứ nghĩ là chết đi sống lại. Bệnh đấy thì là bác bị từ năm bao nhiêu? Bị thì bị năm 2018. 18 là bắt đầu bác bị những triệu chứng. Bác bị rồi, bác bị triệu chứng rồi. Nhất mà coi như thế là bắt đầu là ngoái cái tay này nhá. Và cái tay phải này là ngoái lại đằng sau là không bao giờ mà ngoái được. Như ví dụ như muốn ném cái gì vật chi đó và cầm cái cọng đất này thì ném chỉ từ đây ra được thôi. À, không bao giờ được sao, bị đau lực. Quá. Đau quá. Đau quá. Mất lực. Mà đau nhói lên nhá, châm cứu rồi đủ thứ, rất là sau khi bắt đầu là con nó đi xem mạng. Vâng. Để phải nói thẳng là thì mới thấy nhà thuốc Quang Vinh, rất là bắt đầu là coi như thế là lấy cái thuốc đó, đây phải nói chuyện nó tuyệt vời. Vâng. Phải nói thẳng lên tuyệt vời quá. Hiếm có đúng lại đời mà nói đúng là từ nhờ cái thuốc của nhà.